đầu hành tình ta gian dối để bước phong trần ta. Em khóc cho tôi lời yêu xưa, vì làm chi rồi em lặng. Em tiếp tục về thêm cái nút 922 phục vụ các bác nhé. Tập loa cái nút 922, tầm tiền loanh quanh hơn 7 triệu chút, tùy từng đôi anh em nhé. Giá rất là tốt ạ, thị trường cặp này bây giờ vẫn trên 8 triệu nhé, 8 triệu 6, 8 triệu 8 nhé, em bán hơn 7 triệu thôi. Cặp này sử dụng bát 30, một trung 3 tép và một siêu tép thạch anh. Đấy, vừa rồi anh em có thể thấy là em tép với một chiếc âm ly. Đây, chiếc âm ly Onkyo 37232. Chiếc này thì cũng có giới thiệu với các bác rồi, thực ra cái dòng này nó rất là ít. Thì với cái dòng 922 này thì có rất là nhiều các phương án phối ghép với nhau. Đơn cử như ví dụ như 7325 mã này. Đấy, khá hơn thì anh em có thể lấy hẳn 7825 mã thì gấu quá. Còn không anh em vừa anh em có thể lấy Marang 54. Đấy. Hoặc là lấy dòng Chio 5006 hồi gỗ kia cũng được. Đấy, có rất là nhiều lựa chọn. Nếu anh em thích đời cao hơn một chút thì anh em lấy dòng 607 cái mặt vàng. Đấy. Thực ra là với cái cặp loa này em giao lưu với anh em khoảng tầm hơn 7 triệu. Cấu hình này thì anh em chọn âm ly khoảng tầm độ trên dưới 5 triệu là đẹp. Còn không vừa tầm hơn thì anh em lấy khoảng tầm 3-4 triệu thôi. Đấy, cặp loa này nó cao cũng phải xem đến tầm khoảng 1 mét nhé. Bề ngang nó khoảng 40. Đấy, khoảng 40. Đấy, với tầm tiền hơn 7 triệu thì đúng là cặp loa này là anh em bày cũng đẹp, mà nghe thì cũng trong tầm tiền là cũng rất là hay. Hay trong tầm tiền nhá. Mình phải khách quan ở chỗ đấy. Nhưng không thể nói nó hay hơn một cặp loa 15 17 triệu được. Đó. Và cái kiểu dáng rồi cái thiết kế này nó cũng rất là ấn tượng. Đấy, Onkyo 732. Thiết kế kiểu này. Dòng này dòng handmade, sản xuất bằng tay, làm bằng tay một số các cái gọi là phần bộ phận, cho nên là thiết kế nó khá là độc và dị. Đấy. Em này thì những anh em mà chơi audio rất là hay săn, nhưng mà căn bản không có để săn. Đấy. Em có giao lưu một bác, vài bác thì chắc là cũng thích cái con này nhưng mà chưa đưa được về. Đấy. 732, công suất maximum mà là 210W. Dòng 722 thì thỉnh thoảng có, nhưng mà 732 rất là hiếm. Anh em quan tâm những sản phẩm này liên hệ theo số máy 0983 9888 87 nhé. Xin chân thành cảm ơn các bạn.